Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập nền tảng cho ứng dụng Baseware, phần mềm giúp hỏi đáp và lưu trữ tri thức trong nội bộ của doanh nghiệp. Để có thể truy cập vào Square thì anh chị sẽ chọn vào square.base.vn. Khi truy cập vào đây thì trên màn hình của các anh chị sẽ có thể là chưa có gì cả. Để có thể sử dụng hệ thống và nhìn thấy được một giao diện giống như thế này. Giống như tôi ở đây là bao gồm các câu hỏi này, câu trả lời này, các phần tương tác và phần bình luận bên trong, tương tác thảo luận bên trong. Thì để mà xem được thông tin như thế này thì đầu tiên các anh chị cần phải phân bổ theo các chủ đề. Giả sử chủ đề sale đang có một câu hỏi này, chủ đề về company nói chung là có 4 câu hỏi, chủ đề về bán hàng là có 2 câu, ví dụ như vậy. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể phân bổ ra từng cái thư mục và phân bổ từng chuyên gia cho các thư mục đó? Thì đầu tiên chúng ta cần phải vô phần tùy chỉnh. Đây là thao tác đầu tiên các anh chị cần phải làm trước khi sử dụng hệ thống Baseware. Đầu tiên các anh chị cần phải tạo một chủ đề mới. Chủ đề có thể là về marketing này. Người quản trị thì thường có thể là người trưởng bộ phận của marketing, có thể là giám đốc marketing. Ví dụ như là đây là Nguyên. Ví dụ như thế. Quyền truy cập chủ đề. Trong công ty của chúng ta có thể phân quyền là những ai có quyền theo dõi cái chủ đề đấy. Nếu mà chỉ muốn là toàn phòng marketing nhìn thấy thì chúng ta sẽ gắn tên marketing. Còn nếu mà chúng ta muốn cả công ty có thể theo dõi được các câu hỏi và các thông tin liên quan đến marketing thì chúng ta có thể chọn là toàn công ty. Chúng ta có thể ghi một vài dòng mô tả nhỏ cho nhóm marketing này và sau khi mà tạo xong thì chúng ta sẽ ấn nút tạo mới. Thì ngay lập tức trên hệ thống sẽ có một chủ đề mới là marketing. Anh chị cần hiểu là trong mỗi một chủ đề chúng ta cần phải tạo thêm cái thông tin tiếp theo, đó là các chuyên mục. Ví dụ như trong marketing thì có chuyên mục về content là về nội dung này, là người phụ trách có thể là Trinh. Đấy, chuyên gia của cái phần content này là team lead của bộ phận content là Trinh. Ý nghĩa của việc này là gì? Là sau này khi mà có một ai đó đặt câu hỏi trong topic chủ đề là marketing trong chuyên mục là content thì Trinh sẽ nhận được thông báo và mình có thể cài đặt là Trinh cần phải trả lời những câu hỏi trong nhóm content trong vòng 24 giờ. Thì khi mà mình nhập 24 giờ như thế này thì Trinh sẽ nhận được nhắc nhở mỗi khi mà có công việc mới, hay chính xác là mỗi khi có một câu hỏi mới. Sau đó thì mình tạo mới ở đây. Và sau khi tạo xong thì chúng ta sẽ có một cái chuyên mục content nằm trong chủ đề là marketing. Sau đó thì chúng ta có thể thêm chuyên mục mới ở đây. Chuyên mục mới có thể là về quảng cáo đi ha. Nó nói chung là phúc. Ví dụ như vậy. SOA tôi cũng yêu cầu. Thường thì để mà thúc đẩy cái văn hóa học tập và kêu gọi mọi người trả lời các thông tin trên này thì chúng ta nên yêu cầu chuyên gia và yêu cầu thời gian cho chuyên gia, có thể là 48 giờ cũng được. Và sau đó thì tạo mới. Đấy, thì có nghĩa là anh Phúc sẽ nhận được một cái thông báo cũng như là một cái nhắc nhở cần phải trả lời câu hỏi đấy trong vòng 48 giờ. Và mình hiểu là anh Phúc là chuyên gia trong cái phần quảng cáo ở đây. Đấy, đấy là ví dụ. Thì trong quá trình mà anh chị tạo các cái thư mục trên đây thì mình có thể phân bổ theo từng phòng ban hoặc là từng cái chuyên môn kiến thức lớn của công ty. Ví dụ như là marketing thì có quảng cáo content này, trong sale thì có lý thuyết, demo, quy trình và kỹ năng này. Company nói chung là tất cả các chủ đề nói chung của công ty. Đó, R&D này, chăm sóc khách hàng này, đấy, nhân sự. Anh chị có thể tạo ra đầy đủ tất cả các chủ đề và các thư mục bên trong các chủ đề đó. Sau khi mà mình tạo xong thì khi mà một người nhân viên người ta ở trang chủ này, người ta ấn nút đặt câu hỏi này. Người ta đang có một câu hỏi về chuyên mục marketing đi. Thì người ta sẽ click vào ví dụ như là content, người ta thấy là chuyên gia của mục này là Mỹ Trinh. Sau đó người ta có thể đặt một câu hỏi mới, ví dụ là cách viết bài chuẩn SEO, chuẩn sale đấy, ví dụ như vậy. Hiện tại gì đó, web yêu cầu. Ở đây thì sẽ là nơi để mà mình viết ra một cái câu hỏi thực sự mà mình đang có liên quan đến công việc của công ty. Đây là một câu hỏi đi. Và mình sẽ hỏi chuyên gia. Nếu mà mình muốn trả lời thì mình có thể viết câu trả lời của mình ra đây luôn. Còn nếu mình chưa muốn thì mình chỉ cần gửi câu hỏi đi là được. Đó. Thì ngay lập tức trên hệ thống sẽ xuất hiện ra một cái câu hỏi của mình và gửi đến cho Trinh. Câu hỏi này thì nó sẽ có cái giao diện như sau ở trang chủ. Đây là một câu hỏi mới do Luân hỏi và thuộc chuyên mục là content của chủ đề là marketing. Rồi. Và Trinh sẽ nhận được thông báo vô đây trả lời. Trong mỗi một câu hỏi này mình có thể viết những phần thảo luận. Ví dụ như là cụ thể hơn đi em,
ví dụ đây là Trinh comment đi ha, Trinh sẽ tương tác thảo luận với cái người đặt câu hỏi trước, sau đó thì nếu mà đã biết được nội dung hỏi rồi thì Trinh sẽ xuống đây và viết câu trả lời để hiểu hơn, ví dụ vân vân, mình sẽ viết nhanh như vậy. Đây là một câu trả lời rất là dài nhá, nó liên quan đến kiến thức và mình có thể thiết lập sao cho nó dễ đọc dễ hiểu và mình trả lời lên trên này. Đấy. Thì anh chị có thể để ý là câu hỏi sẽ có một vùng riêng để mình tương tác trao đổi về câu hỏi, câu trả lời cũng có phần bình luận riêng để mình có thể tương tác và hỏi thêm những cái điều mình có thắc mắc về cái câu trả lời đấy. Nếu mà mình thấy câu hỏi và câu trả lời này phù hợp thì mình có thể bình chọn cho họ. Thì những cái người mà được cái bình chọn ở đây, người ta sẽ nhận được cái điểm này. Họ sẽ nhận được điểm, ví dụ như là tôi đã nhận được 6 điểm, tôi đã nhận được 9 điểm. Nó sẽ phục vụ cho mục đích là sau này khi mà mình đưa lên bảng xếp hạng, mình sẽ dựa vào điểm này để xếp lại mọi người. Đó. Thì đấy là phần liên quan đến tạo thư mục và đặt câu hỏi. Phần thư mục vừa rồi mà tôi tạo ở đây, anh chị cũng có thể sử dụng cho các cái nội dung tiếp theo, đó là về tri thức. Đấy, thư mục này có thể sử dụng ở tri thức. Ví dụ như là nếu mà mình có một tri thức, đấy không phải là một câu hỏi, tri thức mình muốn lưu lại trên hệ thống, thì mình sẽ ấn nút tạo bài viết mới. Khi ấn tạo bài viết mới thì nó cũng sẽ hiển thị ra các cái thư mục trước đó mình đã tạo ra. Đấy, giả sử như là cũng là tri thức về marketing này, tri thức về quảng cáo chẳng hạn. Đấy, thì tôi cũng biết một bài là kinh nghiệm. Đấy, ví dụ như vậy. Và tôi sẽ viết một bài rất là dài, đính kèm các file tài liệu lên trên đây để khi mà có một ai đó người ta muốn tìm đọc, người ta có thể vô chủ đề marketing và chuyên mục là quảng cáo để người ta đọc. Tương tự với cái phần thư mục vừa rồi của tri thức thì chúng ta cũng có phần thư viện. Thì thư viện sẽ là nơi để chúng ta lưu trữ các cái file tài liệu, là những cuốn sách mà có thể là lịch sử hình thành của công ty, hoặc là những cái cuốn brochure của công ty, hoặc là những file giới thiệu sản phẩm. Nói chung là nó thiên hướng về việc file, thì anh chị có thể tải tài liệu lên trên này. Cũng chọn chuyên mục nha. Cái phần chuyên mục và thư mục ban đầu mình thiết lập, nó dùng để cấu trúc ra tất cả các phần phía sau này. Đấy. Tôi cũng chọn vào marketing chẳng hạn, và chọn vào content. Ví dụ như là cuốn sách về nhất content hiệu quả chẳng hạn như vậy. Ví dụ chúng ta có một cuốn sách trong nội bộ, nó có tên như thế này, thì chúng ta có thể tải cái tài liệu cuốn sách này lên đây, chọn cái ảnh bìa là những file hình ảnh, sau đó thì chúng ta chọn đây là loại là sách điện tử hay là văn bản mẫu hay là tạp chí. Đấy, chúng ta chọn ở đây viết mô tả và lưu lại. Thì sau này khi một nhân viên mới vô, họ cũng có thể truy cập vô đây để đọc các tài liệu mà chúng ta đã lưu lại từ trước đó, để người ta tiết kiệm cái quá trình mà phải đi rất là nhiều nơi để thu thập thông tin. Và sau khi mỗi một bài mà chúng ta đăng lên trên đây thì người ta click vô bên trong này, người ta có thể bình chọn cho chúng ta, và cái người mà cung cấp tài liệu này sẽ nhận được điểm thưởng. Và nếu mà có thắc mắc thì chúng ta hoàn toàn có thể xuống đây để thảo luận, đặt câu hỏi thêm nếu như chúng ta thấy cần. Đó. Thì trong phần cài đặt nói chung á, anh chị cần phải cài đặt tùy chỉnh là cái quan trọng nhất. Việc đầu tiên để có thể sử dụng được hệ thống này, đó là anh chị cần phải liệt kê ra tất cả các chủ đề, các chuyên mục trong từng chủ đề đó, cài đặt chuyên gia cho từng chủ đề và cài đặt thời gian cho họ cần phải trả lời trong bao lâu. Vậy là vừa rồi, anh chị và tất cả các bạn đã được tìm hiểu về tổng quan của hệ thống Baseware, bao gồm phần tùy chỉnh và thiết lập ra các chủ đề và chuyên mục dùng để phân bổ các câu hỏi, tri thức và thư viện. Trước khi chuyển sang video tiếp theo, các anh chị hãy thực hiện theo hướng dẫn tại video này để có thể đạt được câu hỏi, tải được tài liệu và tri thức lên trên hệ thống. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ được tìm hiểu về cách khuyến khích, nâng cao và cổ vũ tinh thần, xây dựng văn hóa học tập tại công ty. Và cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này.